chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược trong nguồn nước đã chảy ra. Lạy Chúa là thượng đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên chúng con, xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca mừng chúc danh Ngài, xin dâng lời ngợi ca, lời ngợi ca chúc vinh danh Ngài. Xuôi nhớ nguồn chim nhớ nguồn, con người cũng nhớ tổ tiên, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về. Mặc dù đã tiết kiệm cái lượng đồ rồi mà vẫn không đi đấy là vấn đề mà chúng ta đặt ra để chúng ta sẵn tin được niềm vui giáng sinh của chúng ta với cái chết của tài xế mà hôm nay chúng ta cùng tin để nó... Trong tin mừng này chúng ta nghe của Matthew, Chúa Giêsu nói một cách rất mạnh mẽ, bởi vì anh sẽ đổ em sẽ đổ cho anh người ta giết, cha mẹ sẽ đủ con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Đấy, vì danh thầy mà họ đã phải chết, vì danh Chúa Giêsu mà anh Sebano mà không được mừng kính ngài đã chết. Tôi cũng mong là các của anh chị em chúng ta mừng kính là Sebano để chúng ta nói nên làm chứng đức tin. Mỗi một người chúng ta hôm nay cầu nguyện cho tin cầu, chúng ta cũng như tôi nói rồi đấy, chúng ta tri ân mà chính là để chúng ta cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta đã được đón nhận đức tin qua tổ tiên ông cha của chúng ta đến nhận. Hôm nay với cái di sản của tổ tiên để lại cho chúng ta một dấu chỉ đức tin, đó là ngôi nhà thờ. Mặc dù các cụ tổ tiên ông cha của chúng ta đã làm, đã xây dựng lên biết bao nhiêu hy sinh, biết bao nhiêu vất vả các cụ đã làm, tổ tiên chúng ta đã làm, cho nên chúng ta bảo trì hay là chúng ta tu sửa lại, đấy là trách nhiệm bổn phận của chúng ta. Mà chúng ta biết bao nhiêu hy sinh mà chúng ta phải chấp nhận, mà phải cố gắng để công tác và để làm được tất cả những việc mà chúng ta hôm nay để chiên tổ tiên với ngôi nhà thờ để nói lên niềm tin của người chúng ta. Cho nên tôi xin các quý chị em, chúng ta đừng để sự chia rẽ ở trong giáo họ chúng ta, đừng làm mất đi cái tình đoàn kết, đừng để cái lời mà chính Chúa nói trong bài tin mừng này sẽ nặng lại. Mỗi một người chúng ta là người cha người mẹ, người con cái trong gia đình, anh em chị em với nhau mà chúng ta ghét bỏ nhau, thù hằn nhau thì đấy là một điều sai sót của những người chúng ta. Cho nên chúng ta phải tránh đi tất cả những cái gì mà trong bài tin mừng nói, đừng để cái cha mẹ hay là con cái, bố mẹ rồi anh em chị em với nhau. Mong rằng chúng ta hãy vui mừng trong buổi Giáng sinh, và chúng ta vui mừng để cái sự hy sinh của chúng ta sẽ được để mà chúng ta dâng lên Chúa trong ngày hôm nay để nhớ đến tổ tiên ông bà, những người thân của chúng ta trong dòng họ của chúng ta, cùng tất cả các ông các bà, các cụ ông các bà là những người đã phục vụ trong giáo họ từ xa xưa bao nhiêu năm. Và chúng ta có thể nói đến 100 năm đó là thế kỷ mà chúng ta cứ đọc lại trong cái suy tư của mỗi người chúng ta trong thế kỷ cầu nguyện cho tín đồ này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương,
nghĩa mẹ hơn thái bình dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đong mồ hôi nước mắt, công sinh thành, công dưỡng dục con cầu, cha mẹ cao ngất trời xanh. Lạy Chúa là thượng đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên chúng con, xin dâng lời ngợi ca mừng chúc danh Ngài, xin dâng lời ngợi ca chúc vinh danh Ngài. Lạy Chúa là thượng đế muôn loài, Chúa bậc tổ tiên chúng con, xin dâng lời ngợi ca mừng chúc danh Ngài, xin dâng lời ngợi ca chúc vinh danh Ngài. Xuôi nhớ chim nhớ nàng, con người cũng nhớ tổ tiên, con người cũng nhớ tổ tiên, nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về. Nồng nhiệt chào mừng quý cha, quý cộng đoàn đến với đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh 2016 và khánh thành ngôi thánh đường mới của giáo họ Kiều Sơn. Lời đầu tiên cho phép con thay mặt những người làm chương trình này xin gửi đến cha xứ An Tôn Nguyễn Văn Huy, các vị khách mời cùng toàn thể cộng đoàn hiện diện nơi đây một lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hòa chung không khí vui mừng của toàn nhân loại mừng ngày Chúa Giáng sinh, đem ơn cứu rỗi xuống cho nhân loại.
Giáo họ Kiều Sơn chúng ta vô cùng mừng rỡ hân hoan đón nhận ngôi thánh đường mới. Chính vì thế, đêm nay được sự chấp thuận của cha xứ Anton Nguyễn Văn Huy, giáo họ Kiều Sơn tổ chức đêm hoan ca mừng con Chúa giáng trần và khánh thành ngôi thánh đường mới của chúng ta. Và sau đây, con xin trân trọng giới thiệu cha xứ Anton Nguyễn Văn Huy đáng kính của chúng ta lên sân khấu để có đôi lời với cộng đoàn và khai mạc chương trình. Con xin trân trọng kính mời cha. Chói quá. Rồi, tạm tạm thế được rồi. Còn nhìn thấy các cụ có bà chứ. Nếu mà chói quá không nhìn thấy đâu cả. Nhìn. Xin phép tôi đứng đây để có mấy lời. Trước hết tôi cũng với lời giới thiệu của người làm chương trình cũng nói lên một cái tâm tình của tôi cũng như tâm tình của quý cùng và anh chị em, đặc biệt là với bà con giáo dân ở giáo họ Kiều Sơn. Kính thưa quý cùng bà và anh chị em, trong niềm vui Giáng sinh, tôi vẫn thường nói niềm vui Giáng sinh không phải rằng chỉ riêng người Công giáo, mà bây giờ niềm vui Giáng sinh đã trở thành một một âm vang rất lớn cho toàn thể nhân loại. Như thế, thế giới, nhân loại đã đang vui mừng trong mùa Giáng sinh. Và hôm nay vẫn là trong những tuần bát nhật của... Cho nên hôm nay với giáo họ Kiều Sơn vẫn được âm vang của mùa Giáng sinh. Nhưng một đặc biệt để nói với các cụ và anh chị em, nhà thờ giáo họ Kiều Sơn đã được xây dựng lại. Có một cái kỷ niệm tôi vừa nhắc người dẫn chương trình quên mất là kỷ niệm 100 năm của nhà thờ giáo họ Kiều Sơn. Khi có được đặt viên gạch đầu tiên để xây ngôi nhà thờ giáo họ Kiều Sơn cách đây 100 năm. Mà lúc này đây, chúng ta là những người con cháu chút chít, chúng ta phải có trách nhiệm bảo trì và được xây dựng lại trong thời gian qua. Bởi vì thế, trong niềm vui Giáng sinh và với niềm vui mà chúng ta kỷ niệm 100 năm nhà thờ của giáo họ Kiều Sơn, tôi xin được phép nói với các cụ và anh chị em với niềm vui này, để chúng ta sẽ thấy rằng niềm vui Giáng sinh và niềm vui kỷ niệm 100 năm nhà thờ giáo họ Kiều Sơn. Vì thế hôm nay với niềm vui đó, giáo họ Kiều Sơn có tổ chức một buổi hoan ca để mừng Chúa Giáng sinh, nhưng cũng để tạ ơn Chúa và để nói lên cái niềm vui của 100 năm nhà thờ giáo họ Kiều Sơn. Bởi vì thế hôm nay, lúc này đây, tôi nhân danh là cha xứ xin tuyên bố buổi tối hoan ca của giáo họ Kiều Sơn mừng 100 năm ngày được xây dựng nhà thờ và niềm vui Giáng sinh được tràn đầy tất cả với các cụ và anh chị em. Tôi xin phép được phép tuyên bố bắt đầu. Vâng, xin cộng đoàn chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn nữa để cảm ơn cha xứ Anton của chúng ta. Ngài tuy năm nay đã trên 70 rồi nhưng vẫn còn rất trẻ khỏe. Mặc dù là hoàn thành phải làm hai ngôi nhà thờ cùng một lúc, nhà thờ giáo xứ Tư Trung mới khánh thành tháng 8 năm nay và hôm nay đây là nhà thờ giáo họ Kiều Sơn chúng ta. Ngài đã tốn rất nhiều tâm huyết, rất nhiều sức lực, rất nhiều trí óc vào hai công trình này. Và chúng con một lần nữa xin cảm ơn cha rất nhiều vì những công sức Ngài đã tạo dựng cho hai giáo họ chúng con ạ. Xin cảm ơn cha. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với đoàn nam nhạc của giáo họ Kiều Sơn với một màn chống hội vô cùng hoành tráng. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng vỗ tay để cổ vũ cho đoàn nam nhạc ạ.
cảm ơn tiết mục chống hội vô cùng rộn rã của đoàn nam nhạc giáo họ Kiều Sơn. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với giới trẻ giáo họ Lãm Khê qua một cử điệu trên nền nhạc của bài hát Chung Sống. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Muốn bếp hồng thì góp củi góp than, muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui từ những niềm vui góp về. Muốn no say muốn ấm êm thì góp rượu thịt góp chiếu chăn. Mình cùng nhau hợp chung tấm lòng, nhà mình chan hòa những niềm vui sống cùng. Góp một bàn tay dừng xây mái ấm nhé, góp một cánh em vời đưa xuân sang. Muốn lãng mạn thì góp mộng đốt mơ, muốn tình tứ thì góp nhớ nhung vỗ về. Mình còn yêu còn mong mới lạ, đừng để quen thuộc đêm nhằm chăn hứng hờ. Muốn thuận hòa muốn thiết tha thì góp độ lượng góp lắng nghe. Mình còn yêu còn mong sát gần, đừng để riêng biệt xa xa chia cách mình. Thơ mộng lên đi tìm hương sắc mới nhé, đến gần nhau thì góp tiếng ca tiếng đàn. Mình cùng nhau ở chung mái nhà, nhà mình vui tươi những niềm vui góp về. Muốn no say muốn ấm êm thì góp rượu thịt góp chiếu chăn. Mình cùng nhau hợp chung tấm lòng, nhà mình chan hòa những niềm vui sống cùng. Góp một bàn tay đừng xây mái ấm nhé, góp một cánh em vời đưa xuân sang. Muốn lãng mạn thì góp mộng góp mơ, muốn tình tứ thì góp nhớ nhung vỗ về. Mình còn yêu còn mong mới lạ, đừng để quen thuộc đêm nhằm chăn hững hờ. Thì góp độ lượng góp lắng nghe. Mình còn yêu còn mong sát gần, đừng để riêng biết xa rời chia cách mình. Thơ mộng lên đi tìm hương sắc mới nhé, đến gần nhau thêm và yêu nhau hơn. Góp một bàn cảm ơn các bạn giới trẻ của giáo họ Lãm Khê rất nhiều về một vũ điệu rất sôi động và trẻ trung. Kính thưa cộng đoàn, chương trình chúng ta rất dài, còn rất dài,
và rất nhiều tiết mục hay phía trước. Xin cộng đoàn cổ vũ nhiệt tình hơn cho tất cả các tiết mục của tất cả anh chị em, bởi vì mọi người đã đổ rất nhiều công sức ra để tập luyện. Xin cộng đoàn chúng ta ngồi đây thưởng thức và cổ vũ lớn hơn nữa để cổ vũ tất cả mọi người. Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một thành viên của ca đoàn giáo họ Hàng Kênh, anh Quang Văn với ca khúc Đêm Noel. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Chương trình xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh, ca khúc Giáng Sinh Về qua sự thể hiện của Thu Phượng đến từ giáo họ Kiều Sơn. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
Thấy Thu Phượng hát có hay không ạ? Nếu mà hay thì xin mọi người cho một tràng pháo tay thật lớn nữa để kể cảm ơn Thu Phượng ạ. Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn cùng đến với một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc Tình Ca Tri Ân qua sự thể hiện của hội Fatima nhà xứ Thư Trung. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Thank you.
Rồi có hay không ạ? Nếu hay xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn cộng đoàn rất nhiều. Lát nữa hội Fatima sẽ quay lại với cộng đoàn chúng ta qua một điệu múa. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với các bạn trẻ trong hội sinh viên Công giáo Hải Phòng qua một vũ điệu trên nền nhạc của liên khúc Jingle Bell và Bống Bống Bang Bang. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Take the lead.
Nữa xin cảm ơn tất cả các nam thanh nữ tú của sinh viên Công giáo Hải Phòng. Và để tiếp nối chương trình, xin mời chúng ta cùng đến một ca khúc, đến với một ca khúc rất sâu lắng của nhạc sĩ Tuấn Lê, ca khúc Tà Áo Đêm Noel qua sự thể hiện của chú Đức Kiên đến từ giáo họ Kiều Sơn. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Trời heo hút cơn gió se lạnh tới, nhìn anh vì sao lẻ loi soi cuối trời. Chậm chậm chuông ngân đâu đây nghe buồn tây, ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành chúa sinh.
kỷ niệm làm ấy trong phút giây chợt đến. Ta áo màu xanh ta thước đi lễ đêm, làng quê bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chắp tay nguyện kinh thánh, thầm mơ tôi ước xe mộng lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đạo đời ngàn đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Tôi đi đi vì chiến của quê hương, áo học sinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền quan tái trong ánh sao mà nhớ, ta áo màu xanh làm ấy em vẫn chờ. Một mùa lo en hai đứa nghe liềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến, ta áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm, làng quê bên mẹ đôi mắt nhung nguyện sinh, chắp tay nguyện kinh thánh, thầm mơ tôi ước xe mộng lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đạo đời đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Tôi đi đi vì chiến của quê hương, áo học sinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi đã thương. Từ miền khu chiến trong ánh sao mà nhớ, ta áo màu xanh làm ấy em vẫn chờ. Một mùa lo en hai đứa nghe liềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa lo en hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Xin cảm ơn chú Đức Kiên với ca khúc rất hay vừa rồi. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng quay lại với giới trẻ của giáo họ Lãm Khê qua một điệu múa vũ điệu Tây Nguyên. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Trong mỗi tâm hồn,
Giới trẻ Lam Khê rất nhiều. Cộng đoàn nên cảm ơn các bạn giới trẻ Lam Khê, bởi vì là chúng ta hôm nay mới biết được là bà con Tây Nguyên đón Noel thế nào. Xin cộng đoàn chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, và để tiếp nối chương trình xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với bé Bảo Trân của giáo họ Kiều Sơn qua một ca khúc Noel Hạnh Phúc và được gửi tới cộng đoàn bằng tiếng Pháp. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Noel, 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 No
cảm ơn Bảo Trân rất nhiều. Các cụ công, các bà có ai xem chương trình The Voice Kids không ạ? Mọi người biết cái chương trình The Voice Kids là cái gì không ạ? Chắc có khi là mọi người nói tiếng Anh mọi người không hiểu cái chương trình là giọng hát, giọng hát Việt nhí. Thế thì hy vọng là năm sau giáo họ Kiều Sơn chúng ta sẽ được nhìn thấy Bảo Trân ở trên The Voice Kids. Mọi người có đồng ý không ạ? Xin mọi người cho Bảo Trân một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn và chúc Bảo Trân là năm sau xuất hiện trên The Voice Kids nhá. Rồi, xin cảm ơn Trân rất nhiều. Xin cảm ơn Trân rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một điệu múa Vũ Khúc Dâng Ngài qua sự thể hiện của các ca viên của ca đoàn Francisco Nhà Sứ Thứ Trung. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Thank you.
thưa cộng đoàn, hôm nay giáo họ chúng ta có ngôi thánh đường mới, một khuôn viên mới rất đẹp, 100 năm ngôi nhà thờ của chúng ta. Vâng, và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một tiết mục dance sport trên nền nhạc Mi 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 qua sự thể hiện của Quỳnh Nhi và Thanh Sơn. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng thưởng thức. Đoàn thấy tiết mục vừa rồi thế nào ạ? Các bạn nhỏ của giáo họ Hàng Kênh, các bạn nhỏ của giáo họ Kiều Sơn là thực là rất là đa tài, hát hay, nhảy giỏi. Vâng. Xin mời bây giờ để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một nhà nhạc sáng tác của nhạc sĩ Thông Vi Vu, ca khúc Cánh Thiệp Noel sẽ được gửi đến cộng đoàn qua song ca Ngọc Dung và Thanh Hương của Hội Fatima Nhà Sứ Thư Trung. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Mừng
xuân sinh ra, lâu yên về bếp lòng, vươn chào ngọn lửa hồng, như gom về hơi ấm. Lời yêu mến dệt bài ca chính nguyên, Noel về ước nguyện xin làm làn gió hiền, êm êm nhẹ vương vấn dù hải nhi giáng trần. Noel Noel vui tươi không gian người sáng, Noel Noel hân hoan câu ca tưng bừng, Noel họp mừng trời đất. Cảm ơn ca khúc rất hay của hai bà hội Fatima nhà xứ Tứ Trung. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang, ca khúc Dư Âm Mùa Giáng Sinh qua sự thể hiện của Đăng Khoa đến từ ca đoàn Giáo Họ Hàng Kênh. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Bài hát đêm đông chạy lòng tôi nhớ nhiều, tà áo Noel thướt tha trong chiều nào, dập dìu trên đường đi lễ lấp lánh sao đêm tuyệt vời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Từ khắp muôn phương lòng thành đang hướng về, cùng Chúa ngôi hai Giáng sinh trên trời cao. Nguyện cầu yên bình nhân thế, giữ vững tin yêu trọn đời, bài thánh ca ngọt đầu môi. Quê hương chinh chiến đã lâu rồi, người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi. Mấy mùa Giáng sinh niềm nhớ bâng khuâng tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi
đêm sao đêm chậm cho xuôi vần thơ. Gửi về cho người biên giới, chiến đấu sông pha địa đầu, một dư âm mùa giáng sinh. Đã lâu rồi người ngoài biên cương vẫn miệt mài đi, mây mùa giáng sinh giáng sinh niềm nhớ vâng khuôn tìm về, hòa theo khúc nhạc mừng Chúa sinh ra đời. Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đêm sao đêm chậm cho xuôi vần thơ. Gửi về cho người biên giới, chiến đấu sông pha địa đầu, mùa dư âm mùa giáng sinh. Xin ạ. Cảm ơn Đăng Khoa rất nhiều về một ca khúc rất là lãng mạn vừa rồi. Và sau đây hai bố con anh Văn Bốn và Bảo Hân sẽ gửi tới cộng đoàn một tác ca khúc Ông Già Noel ơi. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Ông sẽ đến hôn con và sẽ mua hoa chúc với con.
Xin cảm ơn hai bố con rất nhiều, một tiết mục văn nghệ rất hay. Xin cảm ơn hai bố con. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với Hội Fatima Nhà Sứ Tư Trung với một điệu múa trên nền nhạc của ca khúc Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi, một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Vàng rồng trung kiên dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộng dược thứ tha, dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhu hương dâng hiến, bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời. Chúa ơi xin dâng cho lễ vật con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng vàng ròng yêu thương, dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược tam hương, dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhu hương sang sẻ cho rơi đau thương bất hạnh trong biết bao người. Chúa ơi xin nhận cho lễ dâng con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Trung kiên dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng mộc dược thứ tha, dâng Chúa Hài Nhi tấm lòng nhu hương dâng hiến, bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong đời. Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có, chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi. Vâng, xin cảm ơn các bà đến từ Hội Fatima Nhà Sứ Tư Trung. Và sau đây để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe tiếng kèn của chú Minh Nguyễn đến từ Hội Kim Nhạc Giáo Sứ Tư Trung qua hai ca khúc Hai Mùa Noel và Dấu Ấn Tình Yêu. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức. Thank you.
cảm ơn Chúa với một tiết mục rất độc đáo vừa rồi. Và để tiếp nối chương trình, xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đến với một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Thái Nguyên, ca khúc Tình Con Yêu Chúa qua sự thể hiện của Hội Đức Mẹ Giáo Họ Kiều Sơn. Xin mời cộng đoàn cùng lắng nghe. Hãy
Vâng, xin cảm ơn các bà rất nhiều. Và với ca khúc vừa rồi, chương trình đêm hoan ca mừng ngôi hai con Thiên Chúa xuống thế làm người 2016 và khánh thành ngôi thánh đường của giáo họ Kiều Sơn đến đây xin được phép kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn và sự cổ vũ nhiệt tình của cộng đoàn. Xin kính chúc quý cha và quý cộng đoàn một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại mùa Giáng sinh năm sau 2017.